ung thư tuyến tiền liệt ảnh hưởng đến khoảng 1/8 nam giới mỗi năm và là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu các phương pháp điều trị mới trong nhiều năm. Và khi nói đến việc nghiên cứu các loại thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt và trên thực tế là nhiều loại thuốc thì chuột thường là đối tượng để thử nghiệm. Tuy nhiên, chuột và người có rất nhiều điểm khác biệt nên thường rất khó để lấy các phát hiện từ các nghiên cứu về chuột và chuyển chúng thành cái nhìn sâu sắc có ý nghĩa đối với việc điều trị ở người. Để vượt qua rào cản này, các nhà nghiên cứu đã tìm đến người bạn tốt nhất của con người, người đã được chứng minh là có lợi trong việc tìm hiểu điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Journal for Immunotherapy of Cancer, các nhà nghiên cứu đã phát thảo các thí nghiệm thử nghiệm một ứng cử viên thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt tiềm năng Mogamulizumab trên chó, với kết quả đầy hy vọng. Loại thuốc được đề cập, Mogamulizumab, là một loại thuốc kháng thể được thiết kế để ngăn chặn thụ thể CCR4, mà các nhà nghiên cứu tin rằng có thể đóng một vai trò trong việc điều chỉnh hoạt động của tế bào Treg hoặc tế bào T điều hòa. Giả thuyết cho rằng Treg cản trở khả năng của hệ thống miễn dịch trong việc xác định và tấn công các tế bào khối u tuyến tiền liệt. Treg đóng một vai trò quan trọng đối với cơ thể bằng cách giúp hệ thống miễn dịch phân biệt các tế bào tốt và xấu để ngăn ngừa tác hại cho cơ thể. Nhưng một số loại tế bào ung thư có thể tự che phủ khỏi tế bào Treg, thường được báo hiệu bằng sự tích tụ của Treg xung quanh các khối u. Các nhà nghiên cứu đã chọn nghiên cứu Mogamulizumab ở chó vì một số lý do. Đặc biệt là thực tế là ung thư tuyến tiền liệt ở cả người và chó biểu hiện với các đặc điểm lâm sàng rất giống nhau, chẳng hạn như khởi phát ở độ tuổi lớn hơn. Đây cũng là một bệnh ung thư thường xuyên xảy ra ở cả hai loài. Kết hợp với nhau, chó có thể cung cấp một cách thay thế để nghiên cứu các loại thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt so với nghiên cứu trên chuột. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng những gì họ học được khi làm việc với chó có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn về cách thuốc có thể hoạt động ở người. Nghiên cứu trên tạp chí Immunotherapy báo cáo về một thử nghiệm tiền lâm sàng của Mogamulizumab trên chó với nhóm đối chứng. Kết quả đầy hứa hẹn. Với những con chó được tiêm Mogamulizumab cho thấy lượng Treg lưu hành gần các khối u giảm và tỷ lệ sống sót tăng lên. Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.